Tiếp tục chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Văn Thái Chiến Sự. Hôm nay Chiến Sự ở tại xã Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, ở vườn nhà bác Giao. Và phía sau là một cây xanh khủng, chúng tôi chuẩn bị lọc. Cái này gọi xưa, ngày xưa là ôm cổng làng các bạn nhé, rất khủng, vách đẹp. Đây là phía mặt trong. Sẽ bớt lá đi ạ. Cắt dưới trước. Đầu này mạnh tí ra đây. Toàn tôi quản đi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Ban Gia Nhân Sự và tôi đang thực hiện tại xã Ngọc Sơn ở tại thị trấn Trúc Sơn, Hà Nội, Trương Mỹ, Hà Nội các bạn nhé. Chúng tôi đang chia người ra để làm. Đây là một trong những cây rất đẹp mà nếu như có khuôn viên dưới chân biệt thự hoặc có nhà sinh thái, khu vườn rộng, chúng ta có thể trang trí những tác phẩm này. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chúng tôi khai phá cái phôi này. Bạn nào có khuôn viên rộng, biệt thự nhá, chúng ta có thể chơi phôi này. Tôi có đánh số điện thoại cho các bác, các bạn có thể giao dịch. Bác thì do điều kiện là cũng đam mê, tuy nhiên thì không ở gần để chăm sóc cây được. Và sẽ còn một số chi tiết nữa tôi làm, nhưng mà tuy nhiên thì thời lượng nó không cho phép. Các bạn xem qua lại một chút để kết thúc video. Phôi này thì các bạn thấy tháng 11 năm ngoái tôi cũng làm một phôi ở tại Nga Sơn, ở vườn nhà bác Cao Dị. Cũng khủng như thế này, cũng khá đẹp. Và bây giờ thì rất tốt rồi. Hay các bạn cũng đã theo dõi video con cóc vàng tôi cắt đột phá, và quý vị các bạn có thể theo dõi trên kênh Trung Văn Sa thì có video đó. Ở lúc đó thì nó chỉ khoảng 7 triệu, nhưng khi cắt xong thì trả 50 triệu, và bây giờ thì đang có khách giả 7 hoặc 80 triệu rồi. Chúng tôi đang chia người ra để làm. Các bạn thấy đây có hai nhà bác, có hai cây cao nhá, hàng đại cổ thụ.
Cái này trước là nó trên một cái gối vào một cái cổng, và bây giờ nó còn một cái thanh sắt này, và chúng tôi phải chờ mua cái lưỡi cưa cưa sắt để chúng tôi cắt đi. Thì các bạn thấy cái tay hoành của nó chạy là khá đẹp. Trước các bạn thấy là nó bằng nhau, chúng tôi tạo một cái đường chạy của tay hoành và cắt lùn cây đi. Chúng tôi đang thực hiện phôi này tại Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Và thời lượng video này chúng tôi xin tạm ngừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành theo dõi trên kênh Văn Thái Tiến Sự. Và chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và để tiếp tục thưởng thức những video của Văn Thái Tiến Sự. Và xin chân thành cảm ơn.